cập nhật tin tức hoa kỳ và thế giới bản tin hôm nay bao gồm những nội dung chính sau donald trump tiếp tục thiết lập kỳ tích có một không hai mà chưa có một tổng thống nào làm được quá tuyệt vời nữ thẩm phán elin canon chặn đứng jack smith về lệnh bịt miệng cựu tổng thống trump hai viên mỹ lập tức hành động sau cuộc tập trận quân sự của trung quốc chuẩn bị cho cuộc tấn công đài loan và sau đây là phần tin chi tiết kính thưa quý vị thân mến Tổng thống thứ 45 Donald Trump mới đây đã tiếp tục thiết lập thêm một kỳ tích lịch sử trong chính trị Hoa Kỳ. Ông đã làm được điều mà chưa từng có một tổng thống nào làm được từ khi lập quốc. Donald Trump là tổng thống đầu tiên của đảng Cộng Hòa diễn thuyết tại Đại hội Toàn quốc của đảng Tự do. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thật sự là không hề giản đơn. Từ trước tới giờ, chưa có một tổng thống nào dám phát biểu trong Đại hội của đảng Tự do, bởi vì họ thừa biết sẽ nhục mặt ê chề khi vào hang ổ của cọp không một tổng thống hay ứng viên của đảng cộng hòa nào dám làm điều đó ngoại trừ donald trump đảng tự do hay còn gọi là đảng libertarian trước đây cũng được gọi là libertarian democratic là một đảng chính trị có ở mỹ cũng lâu trong mấy ngày cuối tuần họ họp đại hội để chọn người đại diện cho đảng ra ứng cử hoặc sẽ dồn phiếu bầu cho một người nào đó họ mời ông kennedy ông trump và ông biden nói chuyện để chọn lựa người kennedy và biden thì có vẻ hợp với tiêu chuẩn của đảng nhưng chắc trump là không và lại từ trước giờ cũng chưa bao giờ có chuyện này. Phe Cộng hòa bàn tán xôn xao và lo sợ rằng đảng Dân Chủ đang bẫy Trump vào hang cọp vì 99% đảng viên Libertarian có tư tưởng rất khác biệt với Cộng hòa. Ông Kennedy đến nói chuyện vào tối thứ Sáu, bà con vỗ tay rần rần bởi vì ông Kennedy đang tranh cử với tính cách độc lập nên dân Libertarian dễ dàng chấp nhận. Tưởng là ông Trump không dám nhận lời, nhưng không ngờ ông Trump nói là ông sẽ đến vào tối thứ Bảy. Phe ông Kennedy hoảng hồn, ra chợ mua mấy trăm cái kèn cao su loại phát cho con nít trong các bạc thi, phát cho cổ động và dặn rằng khi Trump lên kháng đài thì phải thổi kèn để hù dọa tinh thần. Ông Biden thì từ chối không dám đến đây nói chuyện vì sợ rằng nếu ông xuất hiện mà bọn chống đối nó thổi kèn thế này thì ông Bảy sẽ ị ra quần, do đó cứ để bọn này nó dập Trump. Tối hôm qua, thứ Bảy ông Trump xuất hiện, kèn thổi trần trời, các đảng viên Libertarian hùa nhau phản đối, nhưng với một tinh thần thép của Trump thì chuyện này không nhầm nhò gì. Chỉ sau 5 phút nói chuyện, tổng thống Trump đã dập tắt hẳn tiếng phản đối của cử tri mà thay vào đó là những tiếng hoan hô vang dội. Trong bài phát biểu của cựu tổng thống tại đại hội đảng tự do lần này, ông đã làm sáng tỏ những luận điệu mà phe dân chủ vu khống cho ông bằng cách đề cập đến bốn cáo trạng hình sự chống lại ông và nói đùa rằng: "Nếu trước đây tôi không phải là người theo chủ nghĩa tự do, thì bây giờ tôi chắc chắn là một người theo chủ nghĩa tự do." Cựu tổng thống tiếp tục với bài phát biểu bất chấp bầu không khí ồn ào. Ông nhấn mạnh lý do đến đây là để gian rộng vòng tay hữu nghị với các cử tri thuộc đảng độc lập. Ông nói, các quyền tự do của chúng ta chưa bao giờ gặp nguy hiểm hơn lúc này. Đó là lý do tại sao tôi đến để mở rộng tình bạn, để yêu cầu sự hợp tác của các bạn, để đánh bại chủ nghĩa độc tài, đánh bại chủ nghĩa Marx và đánh bại Joe Biden gian dối, kẻ đã và đang phá hủy đất nước chúng ta. Lời phát biểu của Tổng thống Trump vừa dứt, thì tiếng hô to từ phía dưới sân khấu vang lên một khẩu hiệu. Chúng tôi muốn Trump, chúng tôi muốn Trump, USA, Hoa Kỳ. Sau đêm bùng nổ của Donald Trump tại đại hội Đảng Tự do, phe dân chủ của Biden nóng mặt, bẻ công tin tức, nói ông Trump đến đó chỉ toàn nghe chửi nên lật đật rút lui trong phòng 30 phút. Nhưng sự thật thì quý vị đã biết rồi đó. Ông Trump được cử tri Đảng Tự do ủng hộ quá trời. Chưa hết, báo chí cánh tả Mỹ càng ngày càng nổi láo trắng trợn, không những báo chí mà hầu hết các nhân vật chính trị của Đảng dân chủ, các báo đồng loạt đưa tin rằng Hôm qua, ông Biden đã đến chủ tọa lễ mãn khóa của trường võ bị West Point và đã đứng trong 70 phút, bắt tay và trao bằng cho 1036 sĩ quan tốt nghiệp. Họ đang muốn nói ông Biden vẫn còn đủ sức để đứng 70 phút bắt tay và trao bằng. Họ muốn so sánh chuyện ông Biden và ông Trump bắt tay và chào cả ngàn sinh viên sĩ quan tốt nghiệp năm 2019. Vậy chuyện thật sự ra sao? Ông Biden có bắt tay 1036 tân sĩ quan hay không? Xin thưa là không, Chuyện này hoàn toàn do đám truyền thông cánh tả bịa ra nói láo. Sự thật là Biden chỉ bắt tay và trao bằng cho chừng hơn 20 người. Chỉ bao nhiêu đó mà cụ nhà ta cũng đã gần đứt hơi rồi. Nếu bắt tay hết 1036 sĩ quan tốt nghiệp, thì chắc cụ Biden an nghỉ ngàn thu luôn rồi. Kính thưa quý vị, trong một diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án tài liệu mật, thẩm phán Tòa địa hạt liên bang Ellen Cannon ngày 28 tháng 5 đã lập tức chặn đứng yêu cầu lệnh bịt miệng cựu Tổng thống Trump do biện lý đặc biệt Jack Smith đệ trình. Jack Smith vào ngày 27 tháng 5 đã yêu cầu thẩm phán Cannon áp đặt lệnh bịt miệng lên cựu Tổng thống Trump. Sau khi ông liên tục đưa ra bình luận nói về việc Bộ Tư pháp đã cho phép các đặc vụ FBI được trang bị vũ khí có thể bắn ông trong cuộc khám xét mà Alago hồi tháng 8 năm 2022. Đây là một điều cực kỳ điên rồ chưa từng xảy ra. Rõ ràng đây là hành động ám sát đối thủ chính trị của chính quyền Biden. Trong một án lệnh điện tử được ban hành ngày 28 tháng 5, Thẩm phán Cannon đã từ chối yêu cầu của Jack Smith và truất quyền được nộp yêu cầu lại, vì theo bà, yêu cầu đó hoàn toàn thiếu thực chất và phép lịch sự chuyên nghiệp. Bà nói thêm rằng kiến nghị của vị biện lý đặc biệt này cũng không tuân thủ các yêu cầu cơ bản và rằng bất kỳ kiến nghị không khẩn cấp nào trong tương lai được đưa ra trong vụ án này, cho dù về chủ đề điều kiện tại ngoại hay bất kỳ điều gì khác, sẽ không được đệ trình nếu không có sự trao đổi có ý nghĩa, kịp thời và chuyên nghiệp cần phải có đủ thời gian để cho phép luật sư bên đối tụng đánh giá hợp lý về yêu cầu được đề nghị và để có đủ thời gian cho các cuộc thảo luận tiếp theo khi cần thiết về căn cứ thực tế và pháp lý cụ thể của kiến nghị sau khi có kiến nghị của smith áp đặt lệnh bịt miệng lên cựu tổng thống trump thất bại các luật sư của ông trump đã lập tức phản công khi yêu cầu xử phạt jack smith vì ông ta đã vi phạm một quy định trong đó yêu cầu cả hai bên phải trao đổi trước khi đệ trình kiến nghị như vậy nghĩa là theo trình tự thì Jack Smith phải trao đổi về yêu cầu bịt miệng này với đội ngũ luật sư cựu tổng thống Trump rồi mới được gửi lên tòa án. Nhưng Jack Smith đã bỏ qua điều đó và gửi trực tiếp kiến nghị này cho thẩm phán Cannon. Luật sư của cựu tổng thống Trump viết, vì những lý do được nêu dưới đây, dựa trên hành vi vi phạm rõ ràng của phía văn phòng biện lý đặc biệt đối với quy định địa phương 88.9 và những cảnh báo liên quan từ tòa án, tòa án nên bác bỏ kiến nghị này, đưa ra kết luận về hành vi vi phạm dân sự về khinh thường tòa án dành cho tất cả các luật sư của phía chính phủ. Những người đã tham gia trong quyết định đệ trình kiến nghị này mà không có cuộc trao đổi có ý nghĩa và áp đặt các lệnh trừng phạt sau khi tổ chức một phiên điều trần về mục đích và ý định đằng sau quyết định của văn phòng nhằm cố ý phớt lờ thủ tục bắt buộc. Luật sư Todd Blanche của ông Trump đã yêu cầu bên công tố trong vụ án đợi đến thứ hai để gặp mặt, nhưng ông Smith đã từ chối do những bình luận công khai của cựu Tổng thống Trump. Ngoại trừ vụ án tài liệu mật do Eileen Cannon làm thẩm phán chủ tòa ra, cựu Tổng thống Trump đã phải chịu các lệnh bịt miệng vô lý và bất công từ các tòa án và thẩm phán thuộc phe Dân Chủ, bao gồm các phiên tòa hình sự đang diễn ra ở New York. Ông còn chịu lệnh bịt miệng trong một phiên tòa dân sự ở New York và lệnh bịt miệng do một thẩm phán liên bang ở Hoa Thịnh Đốn ban hành. Thưa quý vị, một phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ đến thăm Đài Loan đã bày tỏ ủng hộ đối với sự tự vệ của Đài Loan. Chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc tiến hành tập trận quân sự trên diện rộng nhằm đe dọa chính phủ tổng thống lại thanh đức mới tuyên thệ nhậm chức của quốc đảo này hôm 27 tháng 5, phái đoàn lưỡng đảng do chủ tịch ủy ban đối ngoại hạ viện michael mccau dẫn đầu đã gặp gỡ ông lại đây là chuyến thăm cấp quốc hội đầu tiên tới đài loan kể từ khi ông lại nhậm chức hôm 20 tháng 5 và kêu gọi trung quốc chấm dứt những hành vi hăm dọa chính trị và quân sự với đài loan trong bài diễn văn tuyên thệ nhậm chức hôm 23 tháng 5, chính quyền trung quốc đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự mà họ xem là trừng phạt xung quanh đài loan thách thức năng lực quân sự nhằm giành lấy quyền lực tại quốc đảo tự trị này. Trong cuộc họp báo chung với ông lại trước cuộc hội đàm riêng, ông Mật Khao đã chỉ trích các cuộc tập trận quân sự đầy hăm dọa của Trung Quốc. Ông Mạc Khao nói, tất cả các quốc gia dân chủ cần phải cùng nhau phản đối sự xâm lược và chuyên chế. Cho dù đó là Vladimir Putin ở Nga, Ayatollah ở Iran hay Chủ tịch Tập Cận Bình ở Trung Quốc láng giềng, một liên minh xấu xa đang làm xói mòn nền hòa bình trên toàn thế giới cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc kéo dài 2 ngày. Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, 111 chiến đấu cơ và 46 tàu hải quân Trung Quốc đã tham gia cuộc tập trận. Các cuộc tập trận được tiến hành xung quanh Đài Loan, ở phía Bắc, phía Nam, phía Đông và ở eo biển Đài Loan, cũng như các đảo ngoài khơi Đông Dẫn, Kim Môn, Mã Tổ và ô khâu của quốc đảo này. Tại cuộc họp báo, ông lại nhắc lại về kế hoạch hợp tác với Hoa Kỳ và các quốc gia có chung chí hướng để cùng duy trì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng trong khu vực Phái đoàn dự kiến lưu trú tại Đài Loan cho đến ngày 30 tháng 5.